Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Vừa qua tại thành phố Hạ Long, Quảng Ninh xảy ra sự việc một thượng úy công an phường trong quá trình hỗ trợ gia đình đưa cô gái đi khám bệnh thì bất ngờ bị chính người này dùng hung khí chém vào đầu. Sau khi xảy ra sự việc, thượng úy công an được mọi người đưa đến bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh cấp cứu điều trị. Liên quan đến sự việc trên, vào ngày 29 tháng 2, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp tạm giam đối với Lê Thu Hồng Ngọc về hành vi cố ý gây thương tích Trước đó ngày 26 tháng 2, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Quảng Ninh tiếp nhận từ cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hạ Long vụ việc đối tượng Lê Thu Hồng Ngọc sinh năm 1996, trú tại tổ 1B khu 9 phường Hồng Hải thành phố Hạ Long có hành vi dùng dao gây thương tích cho Thượng úy Phạm Đức Hoàng, cán bộ công an phường Hồng Hải thành phố Hạ Long xảy ra vào ngày 26 tháng 2 tại tổ 1B khu 9 phường Hồng Hải thành phố Hạ Long. Căn cứ vào tài liệu điều tra xác định, do Lê Thu Hồng Ngọc có biểu hiện tâm lý bất bình thường từ lâu, nên bà Trịnh Thị Mai Hồng, sinh năm 1969, mẹ đẻ của Ngọc, đề nghị Ủy ban Nhân dân phường Hồng Hải đưa Ngọc đi chữa bệnh tại Bệnh viện Bảo vệ sức khỏe tâm thần Quang Hành, Quảng Ninh. Vào khoảng 10 giờ 45 phút ngày 26 tháng 2, Trung úy Nguyễn Trung Hiếu và Thượng úy Phạm Đức Hoàng được giao nhiệm vụ phối hợp cùng cán bộ Ủy ban nhân dân phường đến gia đình động viên Ngọc đi chữa bệnh. Khi đi đến nơi, Ngọc có thái độ không hợp tác và chạy thẳng vào khu vực bếp lấy một con dao để chống trả. Thấy vậy, Thượng úy Hoàng và Trung úy Hiếu chạy theo để khống chế. Tuy nhiên, khi chạy đến khu vực cửa bếp, Thượng úy Hoàng bất ngờ bị Ngọc chém vào vùng đầu. Ngay khi xảy ra sự việc, Thượng úy Phạm Đức Hoàng công an phường Hồng Hải được đưa đến bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh cấp cứu. Vết thương của Thượng úy Hoàng nằm ở vị trí nguy hiểm và khá sâu, tuy nhiên sau một thời gian được các bác sĩ chữa trị hiện tại đã ổn định. Ngay sau khi biết sự việc, Thiếu tướng Đinh Văn Nơi, Giám đốc công an tỉnh đã trực tiếp đến thăm hỏi tình hình sức khỏe, tặng quà và biểu dương tinh thần cố gắng nỗ lực khắc phục khó khăn, tận tụy phục vụ nhân dân của cán bộ chiến sĩ công an phường nói chung, cá nhân Thượng úy Phạm Đức Hoàng nói riêng. Thiếu tướng cũng đề nghị các đơn vị phối hợp với Bệnh viện Đa khoa tỉnh tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để Thượng úy Phạm Đức Hoàng yên tâm điều trị, sớm bình phục để tiếp tục công tác. Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật. Ngày 1 tháng 3, theo tin từ Văn phòng Ủy ban Nhân dân huyện Hưng Nguyên, Nghệ An, đơn vị đã có báo cáo cụ thể về nghi vấn biển thủ tiền công đức xảy ra tại đền ông Hoàng Mười, theo báo cáo, đền Ông Hoàng Mười được công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh năm 2002, lễ hội được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2019 và được Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận điểm du lịch văn hóa tâm linh năm 2018. Ban quản lý di tích lịch sử đền Ông Hoàng Mười có quy chế hoạt động của ban quản lý, tổ tác nghiệp, tổ bảo vệ và tổ phục vụ. Đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên phụ trách từng lĩnh vực. Bộ máy làm việc thường trực có 3 người, ban quản lý gồm 14 người, trong đó tổ tác nghiệp 7 người và tổ bảo vệ 8 người. Hàng ngày công việc điều hành thành viên làm việc chia thành 4 ca trực, mỗi ca 6 đến 7 người có đầy đủ thành phần thành viên ban quản lý, tổ tác nghiệp, tổ bảo vệ. Theo quy chế hoạt động của ban quản lý, các ca trực có nhiệm vụ gom tiền giọt dầu trên các bàn thờ bỏ vào két thùng giọt dầu. Trong quá trình thu gom tiền giọt dầu vào ngày 25 tháng 2 đã xảy ra sự việc ngay sau khi xảy ra sự việc, Ban Quản lý Di tích đã phối hợp với Công an huyện Hưng Nguyên và đoàn kiểm tra của huyện để điều tra xác minh vụ việc, đồng thời yêu cầu ca trực ngày hôm đó báo cáo cụ thể. Đến sáng ngày 29 tháng 2, Ban Quản lý Di tích tiến hành họp kiểm điểm các cá nhân có liên quan trong ca trực ngày 25 tháng 2, cụ thể tạm đình chỉ công việc đối với hai thành viên trong ca trực liên quan được cơ quan báo chí phản ánh trong video. Báo cáo nêu, sau khi có kết quả điều tra xác minh của cơ quan thẩm quyền, Ban quản lý sẽ tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hưng Nguyên có các hình thức xử lý phù hợp trên tinh thần không bao che hành vi vi phạm, sai đến đâu xử lý đến đó. Thời gian tới, huyện Hưng Nguyên sẽ lắp đặt thêm camera giám sát tại nơi đặt thùng niêm phong nguồn tiền công đức để đảm bảo công tác quản lý, giám sát, bổ sung các biển khuyến cáo du khách không đặt tiền trên ban thờ. Chỉ đạo các cơ quan chức năng của huyện khẩn trương xác minh làm rõ mức độ sai phạm của từng cá nhân, tổ chức, sau khi có kết quả sẽ xử lý theo quy định bà Hoàng Thị Hoài Thanh, trưởng ban quản lý khu di tích lịch sử đền ông Hoàng Mười cho biết, hiện công an đang vào cuộc nên chưa có kết luận là hai cá nhân trên có biển thủ tiền công đức hay không. Chờ công an điều tra xác minh xong thì mới có thông tin chính thức. Mới đây, Công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội tạm giữ Trần Văn Hiệp, 38 tuổi và Trịnh Thịnh, 44 tuổi, để điều tra vụ lái xe máy chặn đầu đánh nhau với tài xế ô tô ở đường Vành Đai 2 trên cao, đồng thời tiếp tục xác minh những người có liên quan. Theo dõi vụ việc, nhiều người thắc mắc hai người đàn ông đi ô tô ẩu đả với Hiệp và Thịnh có bị xử lý không. Nếu quan điểm về vụ việc trên, luật sư Nguyễn Anh Thơm, văn phòng luật sư Nguyễn Anh cho biết, hành vi của hai người điều khiển CSH không những vi phạm quy tắc an toàn giao thông đường bộ mà còn gây mất an ninh trật tự, xâm phạm đến tính mạng tài sản của công dân được pháp luật bảo vệ. Hành vi này còn thể hiện sự côn đồ hung hãn, coi thường pháp luật, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự tại địa bàn nên cần thiết phải xử lý nghiêm minh hành vi của lái xe ô tô và người đàn ông bên ghế lái mở cửa xuống xô xát với hai người đàn ông đi xe máy sh là hành vi phòng vệ chính đáng để ngăn chặn sự côn đồ hung hãn của hai đối tượng là bên chủ động tấn công việc ngăn chặn hai đối tượng đi xe sh lao vào hành hung là tương xứng và cần thiết luật sư thơm nhận định luật sư thơm cho rằng hai đối tượng điều khiển xe sh đang thực hiện hành vi gây rối trực tự công cộng gây nguy hiểm cho tính mạng tài sản của người khác thì bất kỳ ai cũng có quyền ngăn chặn, yêu cầu chấm dứt hành vi vi phạm. Đồng quan điểm, tiến sĩ luật sư Đặng Văn Cường, trưởng văn phòng luật sư chính pháp Đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho rằng, trong đoạn clip ngắn chia sẻ trên mạng xã hội chưa thấy được nguyên nhân sự việc, chưa thấy lời qua tiếng lại cũng như mâu thuẫn giữa các bên. Tuy nhiên, nội dung clip cho thấy hai người trên ô tô cùng bức xúc vì hành vi coi thường pháp luật của hai người đi xe máy SH nên ngay khi bị chặn đầu xe và giật cửa họ liền xuống xe, xông vào, ẩu đả. Trong vụ việc này, cơ quan điều tra sẽ tiếp tục làm rõ hành vi của hai người trên xe SH, đồng thời sẽ làm rõ hành vi của hai người trên xe ô tô để xác định hành vi có được xác định là phòng vệ chính đáng hay không. Nếu trường hợp là phòng vệ chính đáng thì hai người đi ô tô không bị xử lý. Nếu là vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng hoặc là hành vi đánh nhau nơi công cộng vì bực tức mà muốn gây thương tích cho nhau thì có thể bị xử lý về tội cố ý gây thương tích hoặc gây rối trật tự công cộng. Luật sư Cường lý giải Luật sư Cường phân tích pháp luật Việt Nam nghiêm cấm việc đánh nhau nơi công cộng hoặc hành vi đánh người nơi công cộng. Pháp luật chỉ cho phép công dân có quyền phòng vệ, tự vệ khi có hành vi dùng vũ lực hoặc đe dọa dùng vũ lực ngay thức khắc xảy ra. Việc sử dụng vũ lực để giải quyết vấn đề nơi công cộng phải thuộc trường hợp pháp luật cho phép và đòi hỏi cần hết sức thận trọng, tỉnh táo, kiềm chế cảm xúc. Trong tình huống va chạm giao thông mà xảy ra xô xát giữa các bên thì cơ quan chức năng sẽ làm rõ nguyên nhân của sự việc, đặc biệt là làm rõ yếu tố sử dụng vũ lực để giải quyết mâu thuẫn do bên nào thực hiện trước, diễn biến hành vi sau đó của các bên như thế nào làm căn cứ giải quyết theo quy định. Nếu hai người đi xe máy SH tấn công trước đe dọa uy hiếp đến tính mạng sức khỏe của hai người trên ô tô hoặc dùng vũ lực đối với người khác thì những người này có quyền được chống trả lại ở mức độ cần thiết được coi là phòng vệ chính đáng không phải là tội phạm. Còn nếu hai người đi xe máy không có ý định hành hung đối với người đi xe ô tô và người khác mà người đi ô tô lại có hành vi dùng vũ lực trước thì hành vi của họ là không cần thiết. Theo luật sư, trường hợp xảy ra va chạm giao thông, người tham gia giao thông cần phải bình tĩnh giải thích và giữ khoảng cách với đối phương để tránh đối tượng bất ngờ tấn công gây thương tích cho bản thân mình. Nếu đối tượng hung hãn có hung khí thì không nên đối mặt cần chốt cửa xe và gọi người cứu giúp hoặc gọi cảnh sát 113. Thời gian qua, liên tục xảy ra vụ việc người tham gia giao thông bị đối tượng côn đồ hung hãn hành hung để bảo vệ bản thân tài sản của mình hoặc tính mạng sức khỏe tài sản của người khác, mọi người cần bình tĩnh xác định tình huống đã đến mức phải sử dụng vũ lực hay chưa và kiểm soát việc sử dụng vũ lực sao cho chỉ để chống trả ở mức độ cần thiết. Trưởng văn phòng luật sư chính pháp lưu ý